À, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Phương. À, hôm nay thì mấy anh em có công việc đi Sài Gòn thì sẵn Phương với Vũ với mấy anh em lên quay review cái shop hô dông cho mấy bạn xem. Với lại hôm bữa Phương có nhắn tin với anh Hùng thì nghe nói cái lô hàng mới về đó, chuẩn bị phục vụ cho Tết đó. Thì giờ mình sẽ lên mình quay mình review một số lăn để cho anh em nào chuẩn bị mà có nhu cầu sắm lăn xè Tết á. Tại vì mấy bạn ở trên YouTube với lại trên TikTok á kêu Phương quay review kho lăn của đoàn, mà đoàn của mình thì lăn thì ít, với lại chỉ là để diễn thôi à, chứ không có bán nhiều. Cho nên sẵn đợt đi này công 2-3 chuyện luôn, mình lên chỉnh mình review cái kho lăn của shop Hô Dông. Phương sẽ cho địa chỉ, số điện thoại rồi để nữa mấy bạn mà có mua, các bạn điện, các bạn tư vấn thì trên shop sẽ ship hàng cho các bạn, ship toàn quốc nha. Giờ xin mời các bạn theo Phương nha. Giờ mình đi vô shop nha. Biết ai không? Anh chồng mới chạy qua không thấy à. Anh bè kìa. Hẻm 362 đường Gia Phú, quỷ 6.
Bị chống cho Hào Dũng. Quên ba cái lại, nghỉ luôn. Đi qua bển. Đây đi công chuyện nè, mới giờ. Lấy một bố chấm luôn nha. Rồi. Xích tao. Cắt các đầu tụi lên chứ còn trong như là nước quốc tế. Nè nữa luôn luôn số hội nè, số hội này của anh Hùng á. Hello. Dính. Dính ba lên thì con. Ba lên thì kiếp. Còn bài một mới bạn ơi, mở đèn. Giới thiệu các bạn đây là thái tử của anh Hào nha. Tương lai là anh Hào giao đoàn cho thái tử. Sớm thì để thành công nè. Mày YouTube vô bằng áo rồi coi. Bằng áo rồi coi. Tự đây đây vô đây vô đây. Vô đây mà review cái shop lăn cho các bạn coi. Bạn đi chút yêu quay anh. Lộn độn quá. Thì hiện tại giờ Phương đã có mặt tại shop Hào Dũng nha các bạn. Shop Hào Dũng là địa chỉ là 362/14 Gia Phú, phường 3, quận 6. Các bạn Zalo với số điện thoại này nè, 0903 961 611, và Zalo của Hùng để mình các bạn mình tư vấn về lăn đó, có nhu cầu về mình mua sắm gì đó thì mình tư nhờ anh Hùng tư vấn nha bạn. Bây giờ mình mời các bạn vào shop. Điểm đặc biệt đầu tiên mà khi mình đến shop của Hồ Dông á, thì mình sẽ được mời vào ngồi trên bộ ghế này, rồi gặp mấy anh Hùng như em Phong rồi để tư vấn về cái mình mua sản phẩm gì. Thì quay bên đây cái em mình ngồi đây, mình sẽ được ngắm được những cái quà lưu niệm nè, rồi những cái thành tích mà shop á các anh em trong Hào Dũng thi đấu trong và ngoài nước á. Mình ngắm những cái phần quà đây, mấy cái này shop có bán nha bạn, mấy cái này là để lưu niệm hoặc là cho mấy em bé 1-2 tuổi múa cũng được nha. Nhà logo Hào Dũng. Nào các bạn lựa quay. Đây là những cái phần quà lưu niệm mà mình có thể mua mình tặng cho người thân ngay cái dịp mà khai trương hoặc là tăng gia rồi đó, mình có thể mình mua mình tặng rất ý nghĩa các bạn. Rồi tùy theo cái bản thân mình hoặc là cái người mình muốn tặng á, phù hợp vào cái phong thủy màu gì, như màu trắng, màu đen, màu đỏ rồi rất là nhiều nha các bạn. Đây là những mai hoa khung. Trên đây là những cái sản phẩm mà lưu niệm mà shop có bán nha các bạn. Đây là bộ cờ này sẽ đặt theo, cái này là cái mẫu, còn mấy bạn sẽ, nếu mà mua thì đặt mình gửi cái logo rồi qua thì bên shop sẽ design cái mẫu để vừa ý rồi bên shop mới làm cho các bạn. Vàng mini lưu niệm nè, cái này nó có hai cái nha, rất là tiện lợi. Một là mình có thể mình chia sẻ lý thuyết cho mấy đứa em trong đội mình á bằng cái mô hình, hoặc là mình trưng bày nó cũng rất là đẹp. Đây là những cái sản phẩm lưu niệm rất là dễ thương nha các bạn. Này là chỉ là khi mà mình vô shop mình ngồi mình nói chuyện với mấy anh tư vấn rồi đó, mình có thể từ bên đó mình ngồi mình nhìn qua mình ngắm mình trao đổi. Đây. Rất là đẹp nha các bạn. Còn bên đây là những cái thành tích thi đấu của mấy anh em của Hào Dũng á. Nhìn mình coi rồi rất ý nghĩa các bạn. Giờ mời các bạn vô bên trong nha. Để em quay một vòng đi để bắt đầu cái mình lấy từ món lăn với lăn mỏ tròn mỏ dẫn rất là nhiều các bạn. Tất cả các đạo cụ dụng cụ gì mà của lăn xi gồng mà shop có bán hết. Nếu mà
lại tại chỗ mua á, có thì mình lấy, còn ví dụ mình muốn cái món đó mà không có đi thì mình đặt, thì trong vòng vài bữa nữa là hàng về thì shop sẽ chuyển đến các bạn. Mời mời vào đây. Ủa, kia đang đẹp mất tiêu rồi. Còn mới đây này giấu rồi. Đây nè các bạn. Nãy giờ chưa nói gì về lăng để đi diễn nha, mình phái đồ lưu niệm mà. Đó. Độ sang chảnh nó lên tới cấp độ cao ha. Cái mình đặt thì shop ta sẽ làm cho mình hết, rồi muốn gắn logo hay chữ gì đó tùy theo mình đó. Giờ ví dụ như bây giờ Phương không thích em này phải không? Phương mua cái em màu đỏ này đi đó, hay màu đỏ này đi đó. Rồi shop sẽ đó tém lông rồi vô đó. Ví dụ mình ghi là kính tặng hay đó, tân gia Hồng Phát gì đó, rất là đẹp nha các bạn. Đây là cái quầy, bên đây là quầy lăng mini lưu niệm hạt sơn nè, phật sơn nè, rất là hồn nha các bạn, giá cả cũng phải chăng lắm. Đây là lông. Và cái điều đặc biệt là ở shop Hô Dông á chỉ bán một loại lông cừu Úc thôi nha các bạn. À bây giờ gần trước thì Phương lấy cái loại lông cừu Úc cho các bạn xem, rất là mượt. Quay đây nè, quay vô nè, sáng. Ở đây có một cái lông cừu thường nè, các bạn nhìn vô cái hai cái loại lông nè. Đó. Nét vẽ rất ok nha, dầu bóng rồi. Keo bóng rồi cũng rất là đẹp. Chú lăng vip này á, cái này là Phương giới thiệu các bạn là lăng vip này đi thi thì giá không quá 7 triệu nha các bạn, đừng ngại về giá nha, giá nó đi đâu ấy, chất lượng cầm cũng rất là vừa tay, các bạn đủ chuẩn, bảo đảm là đủ chuẩn để đi thi. Rất là vừa tay, vừa cái phọt nhỏ hơn chút xíu, cầm múa vẫn được nha các bạn. Dây mắt đồ rất là nhạy. Nội thất bên trong rất là sang chảnh. Để Phương lấy một số loại khác rất là đa dạng. Một số loại khác, để mỏ tròn không? Mỏ dặn. Hàng này đang làm, chưa có cắt tỉa, review với các bạn luôn. Chưa cắt tỉa lông lại nha. Em quay nét vẽ cho mọi người xem nha. Chưa có hàm mình để gì nè, nó mới ngầu. Bạn sợ bóng quá trời lung linh luôn mà. Màu vàng đồng, màu vàng kim tuyến phối với màu đen, nổi bật lăng lên. Thêm lông thỏ màu xanh nữa, rất là ngầu. Rồi tắt luôn. Bên đây thì là xả này chỉ chiên về bánh miso nha các bạn. Xả này chắc 2 tấc 8 anh Hùng hả? Đúng rồi, 2 tấc 8. Xả này thì để dành đi show thì nó hay hơn. Quá trời luôn. Rất là nhiều nha các bạn. Xả này chắc 3 tắc luôn. Dành dỗ nhẹ nhẹ luôn. Nghe rất là hay nha các bạn. Xả
rồi nó phải đi đôi với cái lò thì bên shop bán theo ký nha. Đây có 4 lò và Phương test thử hai cái lò giữa đi nha. Thấy nó bắt quá. Không thuận ta. Quánh gì cho âm nó dội vô đây dễ nghe. Quá đã. Thử rồi cái nào nghe hay nha. Ôi ôi. Quá trời đã các bạn ơi. Thầy bán ký. Thì các bạn có dự định mua đó để dành chuẩn bị chương trình xài Tết rồi nè, thì nãy Phương có cho số điện thoại đó. Trên đó là số điện thoại mình điện trực tiếp, hoặc là mình muốn gửi hình qua lăng bổng rồi đó thì mình cứ liên hệ cái số điện thoại đó của anh Hùng, anh sẽ trả lời cho mấy bạn rồi gửi những cái mẫu mà mấy bạn yêu cầu đó cho bạn test. Còn đây là cái xả 50. Cầm thôi cũng rụng rồi. Xong cái xả này Phương review cho các bạn một cái phèn bá đạo luôn. Giờ hơi chưa, giờ dỗ nhẹ nhẹ, dỗ lớn hồi nó qua nó la. Cái xả mình quýnh đúng cách nghe mới đã nha bạn. Còn ví dụ như Phương không biết quýnh, Phương quýnh nó sẽ ấy nha. Nó sẽ âm thanh, nó sẽ nghe không cách, nó không có chuẩn. Giờ mình quýnh cái nè, thanh nè. Quá đã các bạn ơi. Hôm nay là mình review hết nguyên cái shop luôn cho mấy bạn coi cho nó đã mắt. Giờ ngồi xuống làm cái này trước đi, sẵn có cái mình làm luôn. Đây là bộ xả lò của Cồng nha các bạn. Giờ test cái xả nhỏ trước nha. Cái này người ta bán là người ta để cái cọng dây này nè, nhưng mà mình về mình quánh mình phải làm cái cọng dây lại cho mình ngoai vô cho nó dễ nha, chứ không phải mình cầm gì mình quánh nó khó. Nghe quá đã các bạn ơi. Cái con lớn này kìa. Cọng dây này hơi khó quánh một chút. Này của hiệu gì anh, Yamaha hay Hyundai hay Aston? Hiệu này hiệu gì? Em không rành. Đúng xả. Rồi rồi, hiệu đó nữa tư vấn sao đi. Quá trời đồ chơi luôn các bạn ơi. Quá hay luôn. Đưa cái lò không đưa cái cây đó quánh. Nghe. Cây. Cây giới thiệu thôi. Giới thiệu test âm thanh luôn cho bà con mới sớm mà nghe có phái nghe chuẩn rồi người ta thích nó mới mua như là lấy hai cái đập vô nhau á không được. mình test kiểu này hả, test kiểu này chắc mai cũng mang mua đồ chứ. Thôi cái này gửi đi chút xíu mình test sao, giờ mình test cái hàng đặc biệt của shop mà. Trời ơi cái phèn 8 tấc này nhiêu ký ta, có cây cân không ta, có cây cân tay cân luôn, cân tay cũng đủ đúng không? Có căn này dưới kìa. Này là vừa review vừa quậy mấy anh trên đây luôn nha. Này dẫn vỏ xanh không nổi nè. Có nhắn xuống không nha. Trời ơi 9kg ông nội ơi. 9kg mà chịu khó nhắn thì nó chạy qua cỡ 12. Nè. Trời ơi. Làm mà mình quánh cái gì cái này cái phèn á, các bạn đừng có quánh dọc vô gì mà mình nhồi trước, nhồi vô gian anh quánh một cái quá đã, đem ra xe mà anh luôn đi. Quá đã. Cái này bán tấm hay ký thôi, cái này nè tấm tấc bán tấc rồi. Cái này cứ nếu mà bạn nào muốn mua thì cứ inbox cho cái Zalo số điện thoại đó của anh Hùng á, anh tư vấn cho. Cái nào người ta à, cái con lông sói đâu rồi à, con hai con lông sói nè. Giờ review cái độ sang chảnh con lông sói nè. Chừng lại quay lông đó rồi. Cái mấy bạn mà múa lăn trắng á, các bạn múa lăn trắng gặp con này là chắc bảo đảm mấy bạn thích. Nhưng mà
nét vẽ thì đơn giản nha, màu vẽ vẫn tươi vẫn sáng, mà cái nét thì đơn giản, đơn giản là nó nhìn nó sang, đồng thỏ nữa, đậm đà tính tình chi tiết. Sếp có nhập hàng về luôn. Con này chắc giá trên 10 rồi mấy bạn ơi, tại cái nhất là chất lượng, cái màu vẽ, với lại cái hai nữa là do lông sói thì mắc hơn lông cù thường mình rất là nhiều. Quá trời đẹp rồi. Em đứng ở ngoài đây em anh lắc thử, nào giờ không lắc mỏi dặn. Thôi để anh Hùng đi sở trường. Lắc đi người ta ghiền nó mới mua. Biểu diễn dài đường thôi. Quá trời. Bọt này hơi lớn nha bạn. Trời ơi. Trời ơi. Rồi rồi rồi. Móc 20 gỡ một phê. Quá đẹp các bạn ơi. Đây là cái bọt này cũng đúng chuẩn nè. Có mình nè. Bọt đúng chuẩn không? Rồi bọt mini cho nít. Ồ vậy hả? Hố luôn. Cái này không phải lông sói các bạn, lông cù. Nhưng mà tầm mấy em mà cỡ nhảy chành hay muốn đi bủ á, tầm 15 tuổi đi, 15 tuổi cầm phọt là múa rất là đẹp nha. Cái cách phối màu của sếp á hơi độc nha các bạn. Cái hòa quyện nhìn nó nổi bật cái hoa văn được chi tiết luôn. Này kỳ bill mà chưa kịp cột cái hàm nữa không? Mười lăm tuổi. Hôm bữa lấy con kia làm lăng đèn em tưởng con này chứ. Đây cái đặc biệt thứ hai quay lại gần Phương giới thiệu cho các bạn. Con này cũng lông sói luôn, con này đã thi về qua sử dụng rồi nhưng mà cái là cái vẽ cái phối cảnh nè, cái này là kêu bằng gì, nhà thờ Bà hả, của thành phố Hồ Chí Minh ở sao là gì ta, phố bộ Nguyễn Huệ hả. Đó thì có nghĩa là khi mà mình shop mình sẽ nhận order luôn, có nghĩa là vẽ theo yêu cầu của các bạn luôn. Nên là mình phường xã quận huyện mình có cái gì nổi bật á, hay là cái mình ở tỉnh nào đó, ví dụ như Nha Trang, Đà Lạt gì đó, cảnh núi non rồi mình cứ chụp cái phối cảnh đó mình gửi qua bên shop rồi shop sẽ phối vẽ cho mình ha. Ngoài ra còn gì mình review về lăng xả chống rồi không, ngoài ra còn rất là nhiều là cái còn cái gì nữa mà quên chơi hết luôn, ông địa luôn, ông địa quá trời rồi. Đầu đó đầu Di Lặc á, ra con cây nữa rồi. Đây ơi, còn rồng nữa, quên nữa, địa hạch cao này chắc các bạn ít quan tâm, Phương chỉ đưa coi là có sản phẩm thôi. Giờ Phương sẽ review rồng cho các bạn. Quá trời luôn, mình trưởng đồng lăng mà bên đây mình còn ghiền. Là chỉ ghi bill thôi nha chứ không được cho lấy về nha. Phúc Châu, gọc Phúc Châu hả? Cái này em không có chiên về gọc nha, không có chiên về, nói thiệt là không có chiên nhưng mà okay. Cũng thích lắm. Gọc này kêu bằng Phúc Châu phải không? Phúc Châu cho Singapore. Phúc Châu của Singapore hả? Quá trời đậm đà tới từng chi tiết nè, lắc cho quá hồn nhẹ. Anh em nào mà múa gồng cầm cái đầu này chắc Phương bảo đảm là thích nhẹ. Này mình cũng chỉnh đi thi rồi bình thường hết hồn, đúng rồi, mình đi diễn được đi thi được nha các bạn. Quá trời đã. Mình mua gồng này mình bỏ vô bọc mình kỹ nha, để nó gãy mấy cái nhánh này ủng. Đó một em. Rồi em này giới thiệu tên gì? Là gồng Malaysia. Gồng Malaysia.
đang thường mình hồi đó kêu truyền thống ba lá luôn mà, còn ba lá giờ quá trời lá rồi, nó dễ không? Cái màu á, cái màu sáng, cái phối màu rất là đẹp. Mình đi show á, mình nên xài mấy cái loại này, khách hàng rất là thích. Tại vì cái màu á, cái màu mình khi mà mình vô sông đất của khách á, nhà của khách á, cái màu nó sáng, sang, cộng thêm sạch đẹp nữa. Màu hồng nổi quá. Hơi dối. Con này nó tự nữa. Này có ai xin? Ủa gì? Con rồng xanh đó là Phúc Châu gì? Phúc Châu Singapore. Singapore. Này là đẹp, chuẩn của Trung Quốc. Chuẩn của Trung Quốc nè. Cái này mình không biết, mình hỏi các bạn ơi. Chỉ review cho các bạn coi vài mẫu gì đó. Nhưng mà hàng này mình có sẵn bán luôn. Còn nếu mà các bạn thích cái mẫu này nhưng mà cái nét vẽ khác á, thì các bạn có thể là đặt order shop vẫn nhận hàng làm. Gần Tết rồi, anh em nào có nhu cầu mua lăng phục vụ Tết với lại thi đấu đồ thì ghé shop Hồ Dông nha các bạn. Rất là nhiều mẫu mã đa dạng, từ xã, lố, gồng, trống, vân vân. Mua số lượng nhiều thì mình sẽ bên shop sẽ có giảm giá nha. Có giảm không? Giá không giải. Có tăng lịch luôn. Tết có tăng lịch luôn. Quá đẹp. Nay học thêm được hai loại gồng nữa, Phúc Châu Singapore với Phúc Châu Trung Quốc. Cái màu sáng hới, cái này tắt đèn dạ quang không ta? Dạ quang hết. Cái này là múa dạ quang long một cái ha. Dòng bên đây là dạ quang hết. Yêu cầu tắt đèn, xài đèn phản vậy ta? Đèn tím, đèn dạ quang tím. Không phải xanh, xanh là khét, tím là khét. Để cho nó luôn. Thôi, rất kêu phèn nó là xong luôn, buồn luôn. Không, cái này là món hợp lúc 3 chữ. Bây giờ đấy, cái con lăng để dành đi show đi. Nãy Phương đang review mấy lăng VIP để dành mình đi thi đấu. Lăng đi show thì nó không có giá dao động là từ 5 triệu đổ xuống nha các bạn. Không tới 5 triệu nha. Đầu, Phương nói là nó là full bộ nha. Một đầu lăng, một đuôi, hai quần. Lắc để cho lông nó phụ. Cũng đâu thua gì này, lăn đi thi đâu các bạn. Cái này của anh Ke hả? Cái này của anh Ke nhảy qua bên. Này gì biết không được. Đâu thua gì lăn thi đâu. Ngày Tết mà sách cặp này vô sông đất một cái thôi, tiền lì xì đừng nói tới. Keo người ta làm nhiều lớp mà. Nó bóng nhưng mà nó sáng chứ không phải là mình chụp keo vô là tối nha, bị tối cái màu là không phải. Lông đồ cũng loại lông tốt nha các bạn. Quá đẹp. Tôi mới mỏ tròn rồi. À vô biểu diễn. Lâu quá muốn được nghề. Ở trong bây giờ hiện tại giờ xài bằng cái đèn này các bạn, cứ đưa pin vô cái công tắc này mình bật một cái. Đó, mình bỏ pin mình bật một cái là sáng đèn, mình khỏi gắn cái kia bất tiện lắm. Giờ xài này tiện lắm. Cái dây mắt đồ cũng nhẹ mà. Này của shop làm. Để tránh tình trạng đó mà mình hung yếu á, mình giật xuống á, cái cặp mắt nó sừng sừng như nè. Nhìn không có ra hồn lăng. Này mắt rất là khít nha. Mà giật cũng rất là nhẹ. Cái cặp mắt mà rất là quan trọng á, khi mà mình giật á, mà cặp mắt nặng á, cộng theo cái kéo đồ lăng xuống luôn, hình thái nó không ra, lăng nó cũng không đẹp nữa.
ví dụ như mắt nặng mình giật cái mình lăn nó bị mất hình thái. Rồi để anh Hùng giới thiệu thêm cái loại dùi mới, dùi bánh chống hội các bạn ơi. Cái này để mà sáng đi. Chống thử đi. Này chống Việt Nam các bạn. Nhẹ thôi. Cặp dùi ở ngoài các bạn thấy rất là nhỏ nhưng mà chất lượng nha, nó nặng. Nặng cứng. Rồi vô mình mò mình lục nó còn gì đó, còn thiếu gì mà mình moi thôi. Nói chung là tất cả các sản phẩm đều có ở shop nha các bạn. Hy vọng là mùa Tết này các bạn sẽ đến shop ủng hộ và sẽ có những món đồ mới để đi chúc sinh cho khách hàng của mình. Ví dụ như mấy bạn làm lăn tại nhà đi, mấy bạn đặt lông đó. Quá trời. Này là gọi là kêu bằng khói hả ta? Khói xám nè, đủ thứ màu hết trơn. Quá trời. Tại vì cái này là cái đợt hàng về Tết nha các bạn. Sẵn nói thêm là shop á, shop có bán trả góp nữa các bạn ơi. Góp qua thẻ không nè, góp qua thẻ không lãi suất. Dù mình mua món hàng đó, ví dụ như 5 triệu đi, mình đưa trước nhiêu anh Hùng? Đó là góp qua thẻ. Góp qua thẻ, muốn đưa nhiều đưa không? Còn mấy là đẹp nhiều luôn được hả? Cứ liên hệ thì shop sẽ tư vấn. Nhưng mà có bán trả góp, góp qua thẻ, tới tháng mình đóng tiền trên thẻ luôn. Để cho mấy anh chị nào mà cũng như là mình mua nhưng mà nó hơi ngán tiền á thì mình có thể trả dần, không sao hết. Đây là những mặt hàng đang làm, shop đang làm. Mà bữa nay Phương lên Phương quậy rồi sẽ nghỉ, mai mới làm. Cái đó mình gói không có quay. Cái này là đồ ngủ của shop. Rồi xong chưa? Ra kết thúc video. Nãy Cưng có quay chậm mấy cái này chưa? Cưng quay đi, Cưng quay. Rồi. Rồi video của Phương sẽ kết thúc tại đây. Các bạn coi video và các bạn tham khảo những cái mẫu lăn mới để chuẩn bị cho Tết đến cho nó thật là hoàn thiện cho đoàn của mình nha các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh rồi chia sẻ và ủng hộ shop Hô Dông của tập đoàn Hào Dũng nha các bạn. Rồi bye bye.